ra xem phim của ba và mẹ đóng nè. Đây là lần đầu tiên các được xem phim của ba mẹ đóng, đúng không? Tôi bây giờ ba mẹ đóng phim chung là mình gắt coi. Đúng rồi. Nếu mà phim này các em mẹ đóng hay là mẹ sẽ quay lại đóng phim, các thích không? Sao vậy? Sao bỏ muốn con đóng chung luôn? Không, nếu mẹ đóng phim ba nhà canh con. Không, muốn còn con thích ba, mẹ hơn à? Mẹ thôi. Ba dữ lắm. Rồi xong luôn. Ba giữ là giữ nhiều tốt lắm mà. Đúng rồi. Hôm nay ba giữ không liên quan. Thôi vậy ba ở nhà coi với mẹ đóng phim. Ba ở nhà đây, ba đây. Đây ngồi đó, ăn cái coi trực diễn, coi trực diễn với mẹ. What? Cái gì? Cái gì? À, ba ở nhà. Ba ở nhà để ba dẫn gái vô nhà hả? Đó là lời. Ba đi chơi con gái mình. Nói xà. Xà cái gì? Sao không bắt được? Thôi móng lại để chuyển qua cái khác, nó đang 2k, 4k gì kìa. Mấy pha này không phải, pha này là ví dụ chỉnh sửa từng lúc á. Bối 1 là mấy là chính nè. Rồi là tự ghiêm lúc tết rồi sao. Tự nhiên ai nói cái gì mà các nói ba câu nói vậy? Nghi á. Nghi gì? Mấy người như ba nhiều. Mấy người như ba nhiều là sao? À, không nói nhiều. Hết luôn. Thấy chưa? Ba con gái à. Ba còn chỉ trâu là ba đã có tay nhưng mà ba chỉ ta từ người này qua người khác. Mà sao không biết? Bây giờ ba trưởng thành rồi, ba không còn điều đó nữa. Con coi trên YouTube thôi kìa. Không. Không sao con biết. Tại đang học ICT á. Con đang Google search á, tôi có search. Con mấy vợ cũ. Trời ơi con. Mấy vợ cũ hả? Mấy vợ cũ hả? Giờ học máy vi tính á. Ai cho phép con search cái điều đó của ba? Con của ba không có đèn. Ai cô kêu hay tự không search? Bộ. Mai ba sẽ vô trường nói chuyện cô giáo tại sao cho trẻ con sợ về phụ huynh của mình như vậy. Người ta không cần điều tốt đẹp mà cần điều xấu. Ủa nó sợ người tốt đẹp. Nó sợ khuy khắm thì nó ra những điều đó thôi, phải không? Rồi khi con đọc điều đó con cảm nhận như thế nào? Giận ba. Giận. Con có không? Không. Bạn bè con có hỏi không? Ai bạn bè con có hỏi không? Mấy bạn trai có hỏi không? Cả lớp đều sợ cô. Con sợ quá, con thấy hình ba đẹp quá. Con thấy hình con, cái hệ Yến kia mấy bạn qua coi, cái mấy bạn coi nó sợ hết. Rồi mấy bạn nói sao? Trời ơi, cái gì mà nhiều vợ dữ vậy, không ngờ mà có ba vậy luôn. Không ngờ quá. Ủa nhiều đâu mà nhiều. Chết. Bao nhiêu gọi là nhiều? Wow. Trời ơi, tôi 8 vợ rồi các bạn. Lắm. Anh 8 vợ. Em cũng biết sao anh 8 vợ nữa. Không có đâu ra vậy. Anh vợ. Google nó rồi. Trời Google. Google này lưu manh. Google ba đía. 8 vợ. Ai biểu? Ai biểu qua nó tiếng gì? Nguyên một lớp tao sẽ yêu cầu học lại số 1, từ số 1 đến số 10. Ngoài chuyện đó các bạn sẽ nói gì nữa? Không, nhưng mà của con với mấy bạn. Con nói ngày mai ba vô bạn họp lớp. Mẹ đi họp đâu, còn ba họp. Và ba không cho con vô cuộc họp đó. Con thích vô. Bữa sau mà con kêu các bạn sợp về mẹ coi nó ra cái gì. Các bạn nói vậy hay Google nói? Mi cự chế. Có, các bạn có sợ được các khách hàng không? Có, coi có sợ không? Có sợ phương nhắn vlog không? Không, không có sợ. Tôi biết đâu. Chuyện nó bỏ qua một bên, chúng ta còn phim. Quá mất. Ủa em làm như bán đồ hàng đồ chơi, em đi em mày đi. Không, vấn đề là dần có tí nè. Why? Ngày sau khi mà con đi vô học về máy tính, ba yêu cầu con không sập về tên ba nữa. Con thích sợ lắm. Đi game được hả? Có bạn nào trong lớp con thấy thâm phục ba không? Nhà em game TV có được.
Nhưng khi mình quốc đúng yêu cầu là mới dẫn dắt bạn thôi vậy. Buổi đầu tiên của mình tới là kết thúc. Thật nha. Giờ mình coi trong dẫn tin luôn. Là mình trúng luôn. Cái trong premiere. Holiday. Nếu lúc cuộc đời nó mình mong muốn mình mọi người à. Khổ lắm. Bị chèn ép. What?